các bạn, mình là người sử dụng tối, mình đến từ dụng từ Thanh Hóa, và đây là hai số điện thoại của mình, và số điện thoại của mình thì cố gắng mình kết thúc của mình là 0352 939 477 các bạn nhé. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một cái bộ sản phẩm trong điều trị dạ dày cấp và mãn tính. Nói đến dạ dày thì lâu nay rất nhiều người đang điều trị bằng Tây y. Các bạn có thể giảm đau tạm thời, các bạn có thể giảm tiết axit trào ngược tạm thời. Tuy nhiên thì các bạn điều trị bằng thuốc Tây nó không khỏi dứt điểm được. Và khi mà những người mới chớm bị dạ dày và những người sau khi sử dụng thuốc Tây ấy, đỡ xong thì các bạn cứ để cái tình trạng như vậy mãi ấy, thì các bạn không điều trị dứt điểm. Vậy thì để những cái tình trạng những người đã gặp phải dạ dày đại tràng như vậy mà các bạn cứ để như vậy thì nó có những hệ lụy như thế nào? Nếu như các bạn cứ để cái tình trạng của mình bị dạ dày như vậy và các bạn cứ dùng kháng sinh để giảm đau và giảm tiết axit để giảm bệnh tạm thời mà quanh năm ngày tháng chung sống với cái bệnh dạ dày thì nó không, nói chung là mình là một người nhìn thấy được vấn đề thì mình thấy nó không có hề tốt đâu các bạn. Các bạn để cái vấn đề dạ dày như vậy mãi thì các bạn dùng thuốc Tây ấy, nó đỡ đi một chút xong rồi nó lại bị lại, và nó cứ bị lại như vậy. Đầu tiên là hơi chua rồi trào ngược một chút thôi, hoặc dâm đau một chút thôi, nhưng mà đến một thời gian sau thì nó đau âm ỉ vụng thượng vị này, rồi đau rất khó chịu, và thậm chí là để cái tình trạng viêm đấy lâu thì rất nhiều người bị sang vấn đề ví dụ như là viêm họng, viêm xoang, rồi rất nhiều gần đây nhất là rất nhiều người bị cái tình trạng là đau đầu không rõ nguyên nhân, rồi có nhiều người đau đầu kéo dài mà sinh ra những bệnh nặng do đau đầu ấy mà không chữa được ấy. Thì sau khi kiểm tra thì những trường hợp đó là có cái hiện tượng đó là teo não và khô não, mất trí nhớ, suy nhược dây thần kinh, đau đầu mãi không khỏi. Vậy thì tại sao bệnh dạ dày mà lại liên quan đến vấn đề đó? Thì mình có nhìn thấy được một cái vấn đề mà đây là một cái nhìn theo những cách nhìn của nhà khoa học, của nhà dinh dưỡng học thì người ta mới nhìn thấy ra được. Đó là bệnh dạ dày, khi các bạn mắc bệnh dạ dày, các bạn uống tạm mãi thuốc Tây, thuốc Tây nó chỉ là những dòng giảm cái cơn đau các bạn tạm thời. Và mắc dạ dày tức là giảm tiết axit dạ dày đây là gì? Tức là uống cái dòng Ome hay Esome hay Nexium vân vân, tất cả những cái đó là nó bắt cho dạ dày các bạn không tiết axit thì không gây đau. Mà chức năng dạ dày đang hoạt động để tiêu hóa thức ăn mà các bạn đưa thuốc Tây vào để nó bắt nó không hoạt động để không tiết axit thì thôi cũng giảm được cơn đau tạm thời, nhưng mà cái hệ lụy của nó đó là mất đi cái chức năng hoạt động của dạ dày. Thì có nguy hiểm không ạ? Quá nguy hiểm không ạ? Mà nó cũng không khỏi được. Đấy, rồi là khi mà các bạn bị dạ dày, đầu tiên là bị đơn giản bị viêm dạ dày hơn đơn thuần, nhưng mà cái chỗ viêm đó nó sẽ càng ngày càng, ví dụ các bạn dùng thuốc Tây nhiều, nó càng ngày càng nó càng loét vào và nó bị tổn thương vào, thì cái chức năng của dạ dày của bạn nó không khác như là một cái vùng da tay các bạn bị viêm nhiễm khuẩn, tức là nó bị viêm ấy, thì cái da tay các bạn nó bị các loại vi khuẩn nó tấn công vào đây, thì nó các loại vi khuẩn nó chung sống ở trên cái vùng da các bạn thì nó dần dần đến là hoại tử và tổn thương viêm loét, đó người ta gọi là viêm loét đó. Và từ cái đó thì nó tạo ra rất nhiều các loại vi khuẩn ký sinh trùng khác nhau, và khi mà kết hợp với cái việc là trào ngược của dạ dày lên thực quản thì cái thực quản các bạn nóng rát dạ dày nhá, thì nó giống như miệng núi lửa nó trào lên nó nóng rát và các vi khuẩn nó bám theo, nó ăn theo, nó làm cho các bạn viêm họng. Các bạn đợi tí nhá, làm cho các bạn là viêm họng này, viêm xoang và đau dây thần kinh và viêm xoang mãn không khỏi. Cho nên cái bệnh viêm họng, viêm xoang mãn tính cũng từ dạ dày nó ra rất nhiều. Vậy thì các bạn nhớ dùng những loại thuốc đấy là thuốc kháng sinh để đốt, nhưng các bạn dùng kháng sinh nhiều ấy, thì nó mất đi những cái lợi khuẩn của đường có lợi, và nó mất đi những lợi khuẩn có lợi luôn, là cái thành phần cái lợi khuẩn mà bảo vệ đường ruột ấy, thì nó sẽ sau này nó sẽ bị tấn công của vi khuẩn nhiều hơn và nó gây ra các viêm nhiễm sâu hơn, và thuốc Tây nó chỉ dừng lại đó thôi, nó không điều trị được. Cho nên mình khuyên các bạn hãy khi mà muốn điều trị dạ dày dứt điểm và dành cho mới bị hoặc là mãn tính thì các bạn cũng nên dùng phác đồ này. Đối với nhẹ thì các bạn dùng 2 tháng là khỏi, còn đối với nặng hơn thì các bạn cần phải có thời gian để tái tạo, thì có thể là 3-4 tháng nhưng mà các bạn phải điều trị được dứt điểm. Cái phác đồ điều trị hiện nay của mình ấy thì là điều trị 3 loại. Anh ơi đợi kẹo sắp xong rồi. Mình điều trị hiện nay là 4 loại, đó là cái dạ dày phục vụ vương. Nó có các thành phần đông y để nó giúp cho bạn giảm viêm, giúp cho các bạn giảm viêm này, giúp cho bạn giảm tiết axit nhưng không ảnh hưởng đến chức năng của dạ dày. Đó, và nó làm giảm cái cơ ra để nó không đau và nó không ảnh hưởng đến giống thuốc Tây. Cái thành phần thứ hai để mình điều trị được cái này đó là diệt vi khuẩn đề xuất xích, bên nhà mình lấy từ Nga về để tiêu diệt được các vi khuẩn ký sinh trùng là nguyên nhân cho loại bệnh. Và tinh chất Nadam này cũng như là Nanocumin thì nó là một cái chất để mà kháng sinh tự nhiên, để mà kháng khuẩn này, để mà đẩy các dịch viêm ra ngoài và tái tạo làm lành cái tổn thương.
thì cái thuốc tê nó không làm được nhiệm vụ đó, tức là không có tác dụng là diệt hoàn toàn những môi trường có vi khuẩn, không làm lành được tổn thương và không có tác dụng là đào thải dịch viêm ra ngoài, cho nên đối với thuốc tê các bạn không khỏi được. Và khi đối với các bạn muốn khỏi thì các bạn hãy dùng cái pháp đồ này, đây là một cái pháp đồ tiên tiến là nghiên cứu giữa đông y và giữa dinh dưỡng học, là có chỉ ra rằng khi điều trị vào nguyên nhân là cách giải quyết tốt nhất của vấn đề để giúp bạn khỏi hẳn được dứt điểm. Vậy mọi chi tiết thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại để được chỉ